Cô chào tất cả các em nhé. Đợi cô share vào nhóm cho các bạn biết nha. Chào các em, trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn tập cho các bạn để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11. Các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Cô chào Thêu Ngô, cô chào Cao Anh nhé. Các em có nhìn rõ không? Cô chào Ngọc Nguyễn nhé. Các bạn đã làm đề này chưa nhỉ? Hôm nay thì cô đã gửi cái file đề cương vào nhóm và trên Facebook của cô rồi. Các bạn chuẩn bị trước thì chúng ta học sẽ hiệu quả hơn. Các bạn khác đâu rồi nhỉ? Cô chào Linh Phạm, cô chào Hoa Thanh nhé. Đã làm đề này chưa nhỉ? Hôm nay đây, cô chào Hương Ly nhé. Không biết các bạn có biết vào xem không? Facebook dạo này rất là kém, rất lag, cho nên cô không live stream được, cô phải chuyển sang YouTube. Trên YouTube thì hơi bất tiện hơn vì một số bạn không comment được. Nên là bạn nào comment được ấy thì nhớ comment tương tác với cô cho vui nhé. Cô chào Linh Bùi nha. Alright, so let's get started. Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Rồi các bạn chuẩn bị comment đáp án cho cô question 1 and 2. Câu số 1 và câu số 2 là dạng câu hỏi về phát âm. Người ta gạch chân cái chữ là A này. Thì chúng ta xem là cái chữ A này trong 4 đáp án nó đọc khác nhau như thế nào. Thì A chúng ta sẽ đọc là gì? Inhabitant, B geography, C radiation and D available. Chúng ta sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Question number 1. Các bạn comment đáp án đi. Mạng có vẻ là hơi chậm cho nên cô chưa thấy comment của các bạn câu số 1. Cô chào Như Nguyễn nhé. Rồi, Kawai comment đáp án nào. Inhabitant thì nghe cô đọc là inhabitant. Nghĩa là cư dân ấy. Thì cái chữ A này nó đọc là âm ơ, đúng không? Inhabitant là âm ơ. Tiếp theo, geography thì cũng là ơ, đúng không? Available, available, lable thì cũng là ơ. Chỉ có C mình đọc là radiation. Nghĩa là cái sự bức xạ, phóng xạ ấy. Thì chúng ta đọc là âm A, radiation. Đúng không? Asian là âm A, còn lại là âm Ơ. Yes. Nguyễn Quân, Linh Phạm, Đào Hân chọn C, đúng không? Như Nguyễn chọn C, rất tốt. Tiếp theo câu sang câu số 2 là phát âm đuôi ED. Thì các bạn thấy là A mình sẽ học helped, đúng không? B looked, C turned, and D noticed. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Cái đuôi ED này mình sẽ học là D, còn lại đọc là T. Thì cô đã có một cái buổi live stream chuyên về cái phát âm đuôi ED này rồi. Bạn nào mà chưa nhớ về nguyên tắc phát âm đuôi ED thì các em có thể vào YouTube của cô xem cái bài đấy nhá. Tên bài là gì nhỉ? Xóa tan mất gốc tiếng Anh ấy. Và bài là phát âm đuôi ED, thấy chưa? Các em cho đáp án C là đúng, to list, very good. Tiếp theo cô sang phần trọng âm. A cô sẽ học là familiar. Vì chúng ta thấy cái đuôi này nó sẽ cách một âm tiết, đúng không? Nên sẽ vào âm thứ hai, familiar, và thứ hai này. Tiếp theo generate, cái đuôi ate cách hai âm tiết nên sẽ vào gen, đó, generate. Tiếp theo assignment thì vào sign, pollutant thì vào pull. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án B vào thứ nhất, còn lại thứ hai dựa vào nguyên tắc, đúng không? Huế, đúng rồi. Đào Hân, Xuân Quân, rất tốt. Cô sang câu số 4 nào. Đề hôm nay khá là dài cho nên cô sẽ không thể dề dà quá được. Câu số 4, overcrowded. Overcrowded thì đây là tính từ ghép, đúng không? Overcrowded thì sẽ vào crowd này. Inhabitant vào gì? Vào ha, đúng không? Geography thì vào or. Tại sao chúng ta biết? Vì cái đuôi of free là cách một âm tiết, đúng không? Convenient thì cái đuôi in cách một âm tiết. Vậy thì câu số 4 suy ra chúng ta sẽ chọn được đáp án gì ạ? Đáp án A vào âm tiết thứ 3, còn lại gì? Còn lại thì vào âm tiết thứ 2, đúng không? For, sao nhiều bạn chọn C đấy nhỉ? Convenient thứ 2 chứ. Xuân Quân, Đào Hân đều chọn C. Thế là các bạn chọn C là vào thứ 2.
inhabiting cũng là thứ hai, convenient cũng là thứ hai, BCD và thứ hai, vậy for mình phải chọn A và thứ nhất chứ nhỉ? Đúng rồi, kawaii chọn A là đúng. Tourist for A, đúng rồi. Bạn nào chọn A mới là đúng nhá, Ngọc Nguyễn chọn A, đúng rồi. Sai tiếc quá. Tiếp theo cô sang câu số 5, thì đây là cái buổi số 4 này chúng ta sẽ ôn tập về cái Unit 9 nhá, Unit 9 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 ấy. Chủ đề là Cities of the Future, nên là từ vựng nó cũng sẽ xoay quanh đó. Và cái chủ điểm ngữ pháp là liên quan nhiều đến gì nhỉ? Câu hỏi đuôi, đúng không ạ? Cities in poorer countries often lack basic cái gì đó. Những thành phố ở những quốc gia nghèo hơn thì thường thiếu cái gì đó cơ bản. Nếu như không có cái này thì chúng ta không thể làm sao không thể hoạt động như một thành phố đích thực được. Thì thiếu cái gì cơ bản? Cái từ vựng này như là cô đã livestream trong cái buổi trước rồi, có nghĩa là thiếu cơ sở hạ tầng. Đúng, cơ sở hạ tầng ở đây tức là bệnh viện này, cầu cống này, trường học này, đấy những cái gì công hay là đường xá, đấy nó gọi là cơ sở hạ tầng. Thì cái từ cơ sở hạ tầng này chính là từ infrastructure. Infrastructure nhá, cơ sở hạ tầng. Không thể thiếu cái cấu trúc đúng không? Hay sự xây dựng hay thiếu cái tình trạng được. Câu số 6. We are supposed to submit the assessment by Friday. Cô có cái cụm từ là be supposed to verb. Các em ghi vào cái cụm từ này có nghĩa là có bổn phận trách nhiệm phải làm gì, đúng không? Thì đây từ submit nghĩa là nộp. Chúng ta sẽ phải nộp cái bản bài tập về nhà trước thứ 6, by Friday. Thì cái từ by ở đây có nghĩa là trước nhá, trước thứ 6. Mà cô cho chỉ có một động từ chính thôi là are supposed. Thì bây giờ câu hỏi đuôi chúng ta sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Đáp án C đúng không? Linh Bùi chọn C đúng rồi. 6C. Như Nguyễn hỏi cô ơi học kỳ 2 unit, đây là unit 9, em nhớ chưa? Cô đã chữa xong unit 8 rồi. Unit 8 cô cũng chữa về từ vựng này, ngữ pháp này, đọc hiểu rồi. Thì bây giờ mình sang Unit 9. Tiếp theo sang câu số 6, các em chọn C, yes. Câu số 7 nào. Put these flowers near the window. Thì câu này câu hỏi đuôi mà đằng trước là mệnh lệnh, đúng không? Thì các bạn nhớ cứ mệnh lệnh dù là khẳng định hay phủ định thì theo sau. Câu hỏi đuôi của chúng ta sẽ luôn là gì? Will you? Nên là cô thấy Huế và Đào Hân chọn đúng rồi đấy. Will you? Very good. Câu hỏi đuôi, đúng không? Câu số 8. Câu số 8 mình thấy 4 đáp án là từ vựng. Vậy thì suy ra câu này có thể dựa vào nghĩa hoặc là gì? Collocation. Theo sau ở living, cái gì đó điều kiện sống ở một số nơi có thể rất cao. Giá, ví dụ như giá cả ở London thì cực kỳ cắt cổ. Cực kỳ đắt đỏ, cực kỳ cắt cổ. Thì đây nói về cái việc gì nhỉ? 7. Các em chọn là bản A, đúng rồi. Nhưng bây giờ cô đang bảo là câu số 8 mình sẽ cần một danh từ mà kết hợp với living. Ý là chi phí sinh hoạt chứ không thể là value, giá trị sinh hoạt được, đúng không? Chi phí sinh hoạt thì chúng ta sẽ băn khoăn giữa B và D. Thì câu này chúng ta sẽ học thuộc cái cụm collocation, đó là gì? The cost of living. The cost of living thì tương tự như là living expense, đúng không? Tương tự như living expense, chi phí sinh hoạt, em sẽ đáp án D, đúng rồi. Chi phí sinh hoạt nhé. Chi phí sinh hoạt, ví dụ như là ăn ở, nghỉ đi lại chẳng hạn. Tiếp theo các bạn chú ý cho cô về cái tính từ này, exorbitant nhé. Exorbitant có nghĩa là rất là cao, very high. Thường nói về giá cả. Ví dụ cô sẽ nói là exorbitant cost, một cái chi phí cao. Exorbitant high, exorbitant rent, đấy, thuê. Hay là fee, cái mức phí chẳng hạn. Hay là fare. Đó, thì nó sẽ kết hợp với exorbitant, nghĩa là rất là đắt. Right. Câu số 9, tiếp tục về câu hỏi đuôi. Sophie has got no major problems living in a new city. Câu này cô thấy là động từ chính này. Là has got, đúng không? Thì hiện tại hoàn thành. Mà cái từ no là phủ định rồi. Nhưng theo sau cô sẽ chuyển thành khẳng thì thôi. Khẳng định. Nên câu số 9 đáp án đúng sẽ là đáp án B. Ở Quyên TD sao lại chọn C nhỉ? Hoàng Huế chọn A. Oh really?
Câu số 9 has got là hoàn thành em nhớ. Has got là hoàn thành. Nhớ các bạn câu này sai mất rồi. Quyên, Quyên này. Nguyên gender đúng rồi. Ngọc Nguyễn chọn B là đúng. Có no rồi mà. Tại sao chọn A được nhỉ? Câu số 10 thì đây chính là câu điều kiện loại 1. Đúng không? Câu điều kiện loại 1 thì... À không phải loại 1 em ạ. Mà là điều kiện dạng mệnh lệnh. Đấy thì chúng ta sẽ nói là tell me. Hãy nói cho tôi biết nếu bạn cần sự giúp đỡ. Hay mình phải nói let me know. Đúng không? Let me know. Đấy chứ không nói là will tell me. Câu 10 các em chọn là bản D. Cô sang câu số 11. Những cái câu như câu số 8 và câu 11 là câu hỏi khó. Đúng không? Vì dạng câu hỏi từ vựng. Chúng ta phải biết nghĩa của bốn từ hoặc là sự kết hợp từ của các cái từ này với nhau. Thì đây có từ urban, nghĩa là đô thị, cái gì hết đó thì rất phổ biến. Prevalent. Prevalent có nghĩa là phổ biến. Ở hầu hết các thành phố, bất cứ nơi đâu bạn đi thì đều có các building site pedestrian, đúng không? Block of flats, housing estate, các cái khu dân cư mà trải dài xuống tận gì nhỉ? Vùng quê, khu dân cư. Thế thì đây nó gọi là cái gì nhỉ? Sự mở rộng đô thị, đúng không? Mở rộng đô thị thì chúng ta có một cái cụm từ cố định đó là urban sprawl. Hay là cũng rất hay có cái động từ đằng trước đó là động từ spread. Đó, có thể có hoặc không thì cô sẽ đóng mở ngoặc như thế này. Urban sprawl. Nghĩa là sự mở rộng đô thị. Thì rất phổ biến cái từ prevalent này. Có nghĩa là phổ biến, đúng không? Rộng rãi, thường gặp, common. Đó, widespread. Ở các thành phố. Đào Hân Mai thi học sinh giỏi à? Cố lên nhá. Ngọc Nguyễn chọn A, đúng rồi. Câu số 12, tiếp tục về câu hỏi đuôi. Các bạn thấy này, trong cái unit này chúng ta tập trung vào dạng câu hỏi đuôi, đúng không? I believe nothing serious happened. Chú ý cho cô ở đây, cô sẽ có hai mệnh đề đấy nhá. Câu này là hai mệnh đề nhá. I believe that, đúng không? Và mệnh đề thứ hai là nothing serious happened. Thì trong câu hỏi đuôi mà mệnh đề chính là bắt đầu bằng I cộng với các động từ như believe, reckon, imagine, đúng không? I think. Theo sau cộng với mệnh đề phụ thì chúng ta phải lấy câu hỏi đuôi ở mệnh đề gì? Mệnh đề phụ. Đúng không? Cô thấy câu 12 có A và C rồi. Các bạn đang băn khoăn giữa A và C rồi. Thì phải lấy cái mệnh đề sau nothing serious happened. Tức là chúng ta phải lấy câu hỏi đuôi ở cái mệnh đề sau này này. Mà happen là quá khứ. Đúng không? Chúng ta phải chọn là bản A chứ. Câu số 12 như Nguyễn Hương Ly. Đúng rồi. Đào Hân, Men Huế. Yes. Các em chọn đúng rồi. Nhớ cái dạng câu hỏi đuôi này cho cô nhé. Nếu như cô thay chủ ngữ là she believes thì mình lại phải chia theo she believes. Nếu còn chủ ngữ là I là thì mình phải theo cái mệnh đề phụ. Tức là theo cái mệnh nothing serious happened. Câu số 13, arising. Đây chính là câu hỏi, câu điều kiện loại 1. Nó khá là dễ. Chúng ta chọn đáp án B thôi. Nếu tình trạng thất nghiệp gia tăng thì người ta sẽ có xu hướng đấy, giữ nguyên cái công việc của họ, bám trụ lại cái công việc của họ. Ở đây cô có động từ tend to do something, có xu hướng làm gì. Hay là cô có thể dùng cụm danh từ đó là tendency of doing something. Thì tương tự là be likely to do something. Câu số 14 này, có lẽ rằng daily dresses and. Vậy thì and này theo sau mình cũng phải cần một cái danh từ mà kết hợp tương đương như là stresses, đúng không? Những cái áp lực căng thẳng hàng ngày của cuộc sống thành phố thì sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta là một cái vấn đề tồn tại hơn là gì? Hơn là cái sự enjoyment ý là theo kiểu là hưởng thụ, đúng không? Master of survival. Các bạn sẽ dùng cái từ gì mà kết hợp với stresses nhỉ? Cô sẽ nói là stresses and train. Căng thẳng lo âu. Nên đáp án đúng của câu số 14 sẽ là đáp án B. Các từ còn lại là không kết hợp với stresses. Em chọn B nhá. Hương Ly chọn A á. Phong Nguyễn, Huyền Nguyễn chọn A này. Huyền Nguyễn chọn D à? Nghĩa là em lại nói là stresses and depresses. No. Depresses nghĩa là cái trạng thái theo kiểu trầm cảm ấy. Nhưng mà mình sẽ là stresses and trains. Nhớ chưa? Cái từ trains rất hay dịch là căng thẳng.
Alright. With some body. Fifteen. Tiếp theo cô sang câu số 15. Đào Hân sợ cô lâu quá, mình cứ học dần dần, từ vựng thì bao giờ cũng khó rồi. Nó không chỉ với các bạn đâu, thậm chí là với giáo viên cũng vậy. Những cụm từ mà chưa gặp bao giờ hoặc là gặp rồi nhưng mà không gặp nhiều nó thì quên là bình thường, cô cũng rất hay quên. Phim chỉnh câu số 15 ạ. Câu số 15, if you see Karen, thì đây là câu điều kiện lại mấy các em nhỉ? Câu điều kiện lại 1, đúng không? Và có hỏi chấm nên mình sẽ đảo will lên trước chủ ngữ thôi. Kawaii chọn B, Đào Hân chọn B, đúng rồi. Câu số 16, neither of the locations were ideal for a new shopping mall. Ở đây đằng trước là đã có neither là phủ định rồi, đúng không? Nên theo sau chắc chắn chúng ta phải khẳng định. Khẳng định thì sẽ là A hoặc B. Sẽ là A hoặc B, nhưng mà theo sau là danh từ là số nhiều, the location là số nhiều. Nên suy ra mình sẽ chọn được đáp án A. Các em thấy dễ không? Câu số 16, Hương Ly chọn B à? Sao lại chọn B được nhỉ? Location mà. Chủ ngữ location, chứ chúng ta không chia theo words ideal nhé. Câu số 16 mình chọn A. Julie chọn A, Như Nguyễn chọn A, đúng rồi. À, đơn giản mà lại dễ sai nhỉ? Không cái nào, yes. Câu số 16 chúng ta chọn A nhá. Đây này, danh từ đây. Câu số 17, most cars nowadays are fitted with a security. Thì cái cụm từ là be fitted with, nó giống như là be equipped with, nghĩa là được trang bị với. Đấy, hầu hết những chiếc ô tô ngày nay thì được trang bị với cái gì đó, với một cái thiết bị, đúng không? Trong trường hợp này nghĩa là làm cho khớp với, thích hợp với be equipped. Với một cái thiết bị làm sao security, thiết bị an toàn. Thiết bị cô phải nói làm sao nhỉ? Không thể là động cơ được. Ngọc Nguyễn chọn nhầm rồi. Hoàng Huế chọn D, đúng rồi, cô sẽ dùng cái từ device, security device nhé. À, câu số 17, cái em ghi cho cô cái cụm từ đấy vào, có nghĩa là security device, nghĩa là thiết bị an ninh, thiết bị an toàn nhé. Câu số 18, if you bully someone, you will force. Bắt ai đó làm gì? Đúng không? Bạn sẽ bắt ai đó làm theo những cái thứ mà trái ngược lại cái ý muốn của họ. Will ở đây nghĩa là cái ý muốn, mong muốn của họ. Thì cô có cái động từ là force somebody to do something. Đó, ép buộc ai đó làm gì. Thường là cái từ force mà ép buộc nhưng theo kiểu còn dùng, có thể là dùng ở vũ lực nữa. Cô chữa câu số 19. Many city dwellers, especially those in developing countries, still live in poverty. Rất nhiều cư dân thành phố, đặc biệt là những người ở các quốc gia đang phát triển thì vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói. Từ dwellers này hôm trước trong cái buổi livestream về từ vựng cô cho rồi, đúng không? Cô có là gì? City dweller, cô có slum dweller. Đó, city dweller nghĩa là người sống ở thành phố. Còn là gì nhỉ? Slum ấy, slum là khu ổ chuột đấy. Slum dwellers nghĩa là những người sống ở khu ổ chuột. Thì bây giờ vậy thì cái từ dwellers ở đây tức là cư dân thôi, những người sống ở trong đó. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án D, chứ không phải là người di cư, nhập cư hay là people thì nó quá chung chung. Hương Ly hỏi cô là sao cô 17 chọn B, C vậy cô? Cô 17 chọn D mà. Security device, cô nói như vậy chưa hiểu à? Nghĩa là thiết bị an ninh. Nó... nhiều khi cô nói cô cũng không biết. An toàn. Câu số 20, ở đây cô gạch chân cái từ well-being. Well-being. Và trong ngữ cảnh này, people who hold optimistic view, hold cái cụm từ này, hold nghĩa là có giữ cái quan điểm lạc quan thì tin rằng các cái thành phố trong tương lai thì sẽ gia tăng cái phúc lợi cho cá nhân và xã hội. Thì đây nói về cái phúc lợi ấy, chúng ta sẽ phải nói gì nhỉ? Chani, Đào Hân chọn là bản A. Chất lượng cuộc sống ấy,
tức là phúc lợi, tức là về nói về cái chất lượng cuộc sống. Thì ở đây đáp án đúng sẽ là đáp án B, the quality of life. Chứ không phải là cái tình trạng sức khỏe, development hay là sự tăng trưởng thì nó quá là chung chung. Nhưng cái từ well-being nó đa nghĩa hơn, the quality of life, nghĩa là chất lượng cuộc sống. 21. I believe the government will use advanced technology to build faster trains and make people's life more comfortable. Tôi tin rằng chính phủ sẽ sử dụng những công nghệ tân tiến hiện đại. Đúng không? Thì cái từ advanced ở đây là tân tiến hiện đại. Bây giờ trái nghĩa thì chỉ có thể là gì thôi? Outdated. Đúng không ạ? Và hôm trước cô cho 2K2 có làm đề kiểm tra từ vựng ấy, thì có một cái câu về gì nhỉ? Các cấp độ học ngoại ngữ thì có là elementary này, intermediate, và đáp án đúng tiếp theo đó chính là advanced. Thì đấy là các cái cấp độ. Và cái từ advanced ở đây thì mang nghĩa là tân tiến, theo kiểu là modern, đúng không? Modern technology. Nhưng bây giờ mình đang chọn trái nghĩa thì nó sẽ là đáp án gì? Đáp án C, outdated. Lỗi thời lạc hậu. Mà khi nói về lỗi thời lạc hậu ấy, chúng ta cũng rất hay dùng từ obsolete, đúng không? Behind the time. Em chọn đáp án C, trạng thái hạnh phúc. Em chọn đáp án D, hương ly. Đúng rồi. Câu số 22, cô có từ insoluble problems, là một cái vấn đề gì đó thì chúng ta đọc này. Những cái dự án này được chứng minh là sao? Hiệu quả, effective in. Rất hay dùng cái cụm từ này nhá. Effective in nghĩa là hiệu quả trong cái vấn đề gì. Tiếp theo là xử lý, giải quyết. Đó, deal with. 2K3, những cái cụm từ này còn ít gặp đúng không? Deal with, đó, handle. Hay là gì? Tackle. Address. Hay là approach. Đó, nghĩa là đều là xử lý, giải quyết những cái sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Thì được coi như là một cái vấn đề gì? Vấn đề gì đó mà 30 năm đầu tiên của thế kỷ vẫn chưa giải quyết được. Nhưng vấn đề chưa thể giải quyết được, đúng không? Vậy thì cái từ insoluble đây nó sẽ đồng nghĩa với đáp án C, và trái nghĩa thì sẽ phải là đáp án D, solvable, có thể giải quyết được. Câu 22 cô nghĩ là dễ, các bạn đều làm được. To list chọn D, đúng không? Tiếp theo cô sang câu số 23. Câu 23 người ta trả lời là it's 10 minutes walk from here, nghĩa là 10 phút đi bộ từ đây. Vậy thì đây chính là hỏi gì? Hỏi bao xa, đúng không? Bao xa thì câu hỏi luôn là gì? How far? Đến 10 phút đi bộ nhá. Câu số 24, what's a boring lecture? Một bài giảng nhạt nhẽo làm sao? Thì mình sẽ nói yes, it was dull. Cái từ dull này tương tự từ boring nhá. Đáp án đúng sẽ là A, còn B là tôi không đồng ý. Nếu đã không đồng ý mà theo sau thì lại it's dull thì không đúng, đúng không? Nó mâu thuẫn nhau. Còn C is interesting, rất thú vị có phải không? Tôi, I'm sorry not. Câu này khá là dễ đúng không ạ? Câu 24 tôi chọn là bản A. Linh Bùi 23 chọn A. Sao câu 18 bây giờ vẫn câu 18 đáp án C ấy? Câu 18 chọn A, đây là câu điều kiện lại một, điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại thôi chứ không phải là em chọn A. Câu 18 chọn A. Câu 18 thôi, cô chọn C, chọn A nhỉ? Cô chọn A đúng rồi. Còn nếu em chọn C có nghĩa là cả hai vế hiện tại đơn, có nghĩa là sự thật hiển nhiên. Thì nó không hẳn, nhớ sự thật hiển nhiên không hẳn đâu. Nghĩa là nếu mình trêu ai đó. Câu 24. Tiếp theo cô sang phần đọc điền từ này. Cái bài đọc điền từ này khá thú vị, các em nhìn câu hỏi này. Một câu về từ vựng này. Đấy, hai câu về từ vựng, một câu liên từ, một câu về lượng từ hay là đại từ, và một câu tiếp theo là về collocation. Thì đây là giống như là form trong đề thi đại học 2020 của các anh chị luôn rồi đấy. Where can you go in January? Bạn có thể đi đâu vào tháng 1 để có được cái ánh nắng, nghĩa là để hưởng thụ, hấp thụ ánh nắng mà không phải gì đi lại hầu hết các ngày để tới đó. Thì câu trả lời tức là đi đến đây, một cái chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ từ Britain, nơi mà có cái nhiệt độ trung bình là khoảng 66 độ F. Đấy, người Anh thì người ta không dùng độ C mà người ta dùng cái độ F. Tiếp theo, cái nơi này là một cái thành phố gì đó rất là đẹp.
chúng ta sẽ cần tính từ mà kết hợp với từ beauty. Thì đây câu có không thể nói là big beauty được, đúng không? Mình sẽ nói big lunch, big kiss, big surprise, chứ không dùng là big beauty. Hay là từ lush, là to lớn rộng rãi, mình cũng không dùng kết hợp beauty. Hay là high không được, chúng ta sẽ nói là great beauty. Thì câu số 25 là câu khó. Nhưng mà cô nghĩ khó, nhưng mà trong cái mức độ là mình thường gặp, chúng ta rất hay nói là great beauty. Nên đáp án đúng là đáp án B. Còn các từ còn lại không kết hợp với beauty. Alright, great beauty có nghĩa là rất là đẹp thôi. Nhờ những cái tòa nhà màu hồng này, cây cọ xanh này, tương phản với snow cover cái gì đó. Snow cover nghĩa là che phủ rồi, đúng không? Che phủ bởi tuyết. Vậy thì phải là cái đỉnh núi che phủ bởi tuyết, đúng không? Vậy thì Chinese cô sẽ có cái từ gì nhỉ? Nói về đỉnh, đúng không? Đỉnh núi che phủ tuyết trắng. Đó. Thế thì đỉnh chỉ có từ gì thôi? Từ peaks. Không thể là cái đồi hay là cái đầu hay là bề mặt surface được. Đúng không nhỉ? 26, các em chọn đáp án A là đúng. Các bạn comment tích cực lên, cô toàn thấy xem thôi. For tourists, với khách du lịch chấm chấm đến đây. Reasonable price, nghĩa là giá cả hợp lý phải chăng này. High quality accommodation, tức là cái chỗ mình ở ấy nhá. Chỗ ở chất lượng cao như là khách sạn này thì được coi là một trong những top hotels in the world. Tiếp theo câu số 27, chúng ta sẽ cần một liên từ thì phải đọc cả câu. Được coi là những cái thành phố hiện đại, modern city. Được coi là những cái thành phố hiện đại và bận rộn bậc nhất ở Morocco, nhưng cái ảnh hưởng của cái thời trung cổ thì vẫn còn rất rõ ràng. Evident nghĩa là còn rất là rõ ràng. Đặt vế trước đang nói là busy and modern, mà vế sau lại liên quan đến middle age. Đó. Vậy thì mình phải cần một cái từ đó là although, mặc dù, đúng không? Mặc dù hiện đại như thế này, nhưng để dấu vết cái ảnh hưởng của thời trung cổ vẫn còn. Sightseers, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng những cái battlements, tower and mosque, which was built, cái gì được xây dựng gì hàng một vài thập kỷ trước, đúng không? Một vài thế kỷ trước. Thì cô sẽ nói là several centuries ago. Mình không nói là other centuries ago. Other, những cái khác, hay là plenty phải có up, đúng không? Mình cũng dùng là all, không phải tất cả các thế kỷ trước được. 28, các em phải chọn đáp án A. Tiếp theo, for those, với những người mà muốn do sport, à chúng ta sẽ hay nói là play sport, nhưng mà người ta cũng hay dùng là do sport nhé. Do sport ở cái này thì có rất nhiều nơi. In addition to gold tennis, also skiing on the slope of the high Atlas mountain, where the cái gì đó, đang nói là về trên cái đỉnh núi này, đúng không? Thì là có cái gì nhỉ? Mình hay nói là có cái view ấy, đúng không? Mình đi máy bay, đi ô tô, tàu xe, mình hay nói là phải chọn view. Đấy, hay mình chụp ảnh vậy, mình hay nói là chọn view, tức là phải có cái quang cảnh. Đấy, quang cảnh, phong cảnh xung quanh, thì cái từ phong cảnh, quang cảnh nó chính là từ views. Còn cái từ vision có nghĩa là tầm nhìn. Ví dụ như là tầm nhìn xa gần. Đấy, cả nghĩa đen hay nghĩa bóng thì mình tầm nhìn mình sẽ dùng từ vision. Còn cái từ aspect có nghĩa là cái khía cạnh. Còn appearance có nghĩa là ngoại hình. Thì không đúng, nói về phong cảnh. Đúng không? Đang nói về phong cảnh mà. Phong cảnh xung quanh thì rất là spectacular. Đúng không? Rất là tuyệt vời. Câu 30, câu 29 em chọn B. To list hương ly, yes. Câu 30, I think you should tell your parents the truth. Tôi nghĩ bạn nên nói cho bố mẹ biết sự thật. Thì đây chính là nếu tôi là bạn, đúng không? Luôn chuyển về câu điều kiện lại 2. Đấy, hay là khi mình khuyên ai đó, mình cũng sẽ chuyển về câu điều kiện lại 2. Nếu tôi là bạn. Hoặc mình sẽ là if I were in your shoes, if you were in your position, if I were you, thì đều như nhau. Câu 31, plants and flowers can't live without water. Nghĩa là cây cỏ thực vật thì không thể sống mà thiếu nước được. Thì mình sẽ chuyển về câu điều kiện nếu bạn gì không tưới nước, đúng không, thì chúng không thể sống được. Vậy thì hai vế nó phải là đều phủ gì, đều phủ định. Thì chỉ có duy nhất đáp án C thỏa mãn thôi. Hương ly, to list, đào hân, đúng không? Đúng rồi. Cô sang câu số 32, researcher. Các nhà khoa học đang phát triển một cái thiết bị mà có giá thành thấp. Thì cái thiết bị này có thể phát hiện ra những cái chất gây ô nhiễm nước ở sông và hồ. Thì nhớ cô cái từ pollutants nghĩa là chất gây ô nhiễm. Được không ạ? Thế bây giờ chúng ta gióng này, các nhà khoa học đang phát triển ra một cái thiết bị, đến đây là giống nhau.
Đúng, cái mà có thể. Đó, thiết bị cái mà có thể, với lại chúng ta thấy cái từ device ở đấy lặp lại nhau. Cái mà có thể thì đáp án sẽ phải là A, chứ không phải phát triển một thiết bị. Cốt là để hay là thiết bị thì không thể là who được, không thể là người được, phải không ạ? Nhưng câu 32 to list chọn A là đúng. Hương Ly câu 32 chọn C á. Chứ đúng, Kawaii chọn A đúng rồi. Ngọc Nguyễn, dạ. Câu 33, Urban Planners, những nhà quy hoạch đô thị thì đã tiến hành, KOL ghi cụm từ này vào, có nghĩa là tiến hành các cái dự án phát triển của thành phố. They look at the needs of local people and the environment. They do this. Câu 33, hơi dài một chút. Các nhà quy hoạch đô thị đã tiến hành các dự án phát triển thành phố này. Họ nhìn ra cái nhu cầu. Look at the needs of local people. Nhu cầu của người dân địa phương và cái môi trường khi mà họ tiến hành làm cái điều này, tức là tiến hành làm cái điều gì, carry out projects, đúng chưa? Thì ở đây khi mà người ta tiến hành thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có thể là A hoặc B thôi, chứ không thể là nếu họ tiến hành hay là bởi vì đang tiến hành được. Khi đang tiến hành thì các nhà đô thị A và B, các bạn chọn là đáp án gì nhỉ? Câu 33, Hoàng Thảo Phương. Tulip chọn B, Hồ Mai chọn B, Huỳnh Phan Ngọc Huyền đúng rồi. Câu 33 chúng ta sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo cô sang câu số 34. Wastewater is treated, nước thải đây, đúng không? Được xử lý, is treated và sau đó chuyển thành nước uống. Thì điều này được thực hiện để đảm bảo là không có sự thiếu hụt về nước sạch. Vậy thì A là gì? Để có sự thiếu hụt nước sạch là sai nhá. Còn B là nước thải được xử lý và biến thành nước uống bởi vì thiếu nước nước sạch. Và C là được mặc dù không thiếu là sai. Và D là để đảm bảo là không thiếu cho nên là nước này được xử lý và biến thành nước sạch. Câu 34 chúng ta chọn đáp án D, đúng không ạ? Không phải là do thiếu mà phải xử lý, mà để thôi, để đảm bảo nó không bị thiếu cho nên là người ta mới xử lý như vậy. Chúng ta sang ba câu cuối cùng nào. Tìm lỗi sai câu số 35. Các bạn học cái chuyên đề từ vựng về môi trường rồi đấy, thì có cái cụm từ kinh điển đó chính là thân thiện với môi trường, đúng không? Hay là sản phẩm thân thiện với môi trường. Thì chúng ta phải nói là environmentally friendly products chứ không dùng là environmental nhá. Nhìn ra ngay do đây là dạng câu hỏi sai về từ vựng cho nên là sẽ biết và không biết. Ví dụ các bạn chưa gặp cái cụm từ này thì mình không biết, còn đã gặp rồi thì là chúng ta sẽ nhìn ra được ngay. Cái thành phố an toàn và thân thiện với môi trường như thế này thì là một cái thiên đường cho những cư dân, đúng không, có thể thưởng thức chất lượng cuộc sống cao nhất. Thân thiện với môi trường thì em sửa cho cô thành environmentally friendly. Nhiều bạn bảo tại sao lại còn environmentally sao lại còn friendly? Thì là bình thường, friendly là tính từ, environmentally là trạng từ. Thì trạng từ kết hợp với tính từ là bình thường thôi. Các bạn chuyển thành eco-friendly hả? Chúng ta chuyển thành environmentally là hợp lý nhất. Đúng không? Vì nó không làm thay đổi quá nhiều nghĩa. Đó, câu 35 đáp án A. Câu 36, many commuters. Thì hôm trước mình học cái từ commuters nghĩa là những người mà di chuyển từ chỗ làm, là từ nhà đến chỗ làm, đúng không? Ở đây cô có từ struggle. Đó, struggle thì mình theo sau sẽ phải là to do something. Đó nghĩa là phải đấu tranh, phải vật lộn để làm gì đó. Đấy, phải làm sao phải... ở đây cô sẽ chuyển thành là struggling. To work, đúng không? Through the rush hour congestions. Vậy thì có đáng không? Is it worth? Câu 37 có cái sự kết hợp những người ở Britain này. Và đó là một cái thành phố cảm giác như rất là quốc tế, cosmopolitan. Hôm trước chúng ta học cái cụm từ này rồi. Cosmopolitan có nghĩa là quốc tế, đúng không? Mình nói là cosmopolitan city, đấy, thành phố quốc tế. Nghĩa là thành phố theo kiểu thế giới ấy, toàn cầu, kiểu như vậy. Nên câu số 37 chúng ta sẽ nói là không phải là mix from people, mà sẽ là mix of. Là sự hòa trộn của ai cái gì. Nên đây chúng ta sẽ chuyển cho cô cái giới từ from thành giới từ of cho cô. Các em nhớ chưa?
Nhưng câu số 37 đáp án đúng lại phải là đáp án B cơ. Trịnh Ngân Hồ Mai chọn D chứ đúng, Julie chọn D à? Feel to it có nghĩa là feel like thôi. Các bạn băn khoăn giữa feel to à? Feel to là bình thường là đúng nhá. Mình sẽ là mix of somebody or something, chứ không dùng là mix from. Alright. Như vậy là trong buổi học ngày hôm nay thì cô đã chữa cho các em cái đề thi đề cương để chúng ta ôn tập cho học kỳ 2. Những bạn nào mà chưa xem buổi số 1, số 2, số 3 của cô thì có thể lên YouTube của cô tìm và xem lại nhá. Cô thực sự hy vọng rằng bài giảng của cô hữu ích với tất cả các em. So now, goodbye and see you.